Lưu ý cách ngồi khi tu tập định niệm hơi thở. Như trên đã dạy, khi tu tập định niệm hơi thở thì phải ngồi kiết già, nếu chưa quen thì tạm thời ngồi bán già, nhưng phải tập ngồi kiết già cho được, giữ lưng ngay thẳng, không khòm, không nghiêng tới trước hay ngã sang bên, cũng không rướn người quá cao, chỉ giữ ở mức thoải mái mà thẳng lưng. Lúc này, quý Phật tử phải kiểm soát lưng cho thẳng sau mỗi vài phút. Đầu ngẩng lên thẳng với lưng, không cúi tới trước, không nghiêng sang bên. Quý Phật tử cũng phải kiểm soát giữ đầu thẳng sau mỗi vài phút. Mắt nhìn xuống phía chóp mũi, ý tập trung ở điểm giữa nhân trung để cảm nhận hơi thở đi vào và đi ra ngang qua điểm này. Hai tay úp trên đầu gối hay buông thõng trước hai ống chân, hoặc để ngửa chồng lên nhau, tựa sát bụng, đặt trên hai gót chân. Để tay đâu cũng được, miễn sao cho thoải mái. Sau khi ngồi đúng tư thế xong, không nhúc nhích động đậy, nhưng không gồng cứng cơ bắp nào, giữ yên tĩnh toàn thân ít nhất vài phút, thoải mái cảm nhận toàn thân và cảm nhận hơi thở vô ra tự nhiên. Lưu ý và giữ sự tự nhiên này của hơi thở. Chuẩn bị như thế xong, quý Phật tử mới bắt đầu tu tập theo các đề mục của định niệm hơi thở. Bảy đề mục đầu: nhiếp tâm và an trú tâm. Một, đề mục thứ nhất: hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Đó là đề mục thứ nhất để tu tập nhiếp tâm trong hơi thở. Đề mục này tập trung tâm tại nhân trung giữa hai lỗ mũi, biết hơi thở ra vô tại chỗ đó, chứ không được theo hơi thở vô lòng ngực và ngược lại hơi thở từ lòng ngực chạy ra. Nếu các bạn nhiếp tâm được 30 phút mà không quên hơi thở, tức là không có tạp niệm xen vào, thì đó là các bạn đã tu tập viên mãn đề mục thứ nhất. Khi tu tập viên mãn đề mục thứ nhất, thì quý Phật tử nên xin thầy kiểm tra hơi thở, rồi mới xin thầy cho tu tập tiếp đề mục thứ hai. Mới làm quen với hơi thở thì quý Phật tử không nên tu tập nhiều, mà chỉ nên tu tập thời gian ngắn, từ 1 phút đến 5 phút, rồi xả nghỉ 5 phút. Khi nghỉ 5 phút xong lại tiếp tục tu tập. Bắt đầu tu tập chỉ tu tập 1 phút để đạt được chất lượng, tức là nhiếp tâm và an trú tâm cho được. Có nghĩa là không còn có một niệm nào xen vào trong hơi thở, và lúc bấy giờ tâm chỉ duy nhất biết có hơi thở ra vào một cách nhẹ nhàng, thoải mái và dễ chịu. Đấy là quý Phật tử tu tập đúng pháp. Còn ngược lại, có chướng ngại pháp, hô hấp rối loạn, tức ngực, đau đầu, khó thở, thì đó là tu sai pháp, có phần ức chế tâm, cần phải dừng lại, không nên tu tập nữa, phải nhờ thầy kiểm tra lại hơi thở, chừng nào thầy cho phép thì mới tu. Hơi thở là thân hành nội, nên khi tu tập phải có một vị thầy có kinh nghiệm về hơi thở hướng dẫn. Còn nếu không có người hướng dẫn thì quý Phật tử đừng nên tự ý tu tập, nó rất nguy hiểm, xin quý Phật tử lưu ý. Hai La Mã, đề mục thứ hai: hít vô dài, tôi biết tôi hít vô dài, thở ra dài, tôi biết tôi thở ra dài. Đề mục này là đề mục vận dụng điều khiển hơi thở. Nó có mục đích làm giảm nhẹ nơi tập trung tâm và sức tập trung rất cao, để đạt được chất lượng nhiếp tâm và an trú trong thời gian tu tập, không bị tạp niệm xen vào. Đó là một phương pháp gom tâm đệ nhất. Nhưng quý Phật tử nên nhớ, tu theo Phật giáo không được tập trung tâm một chỗ, vì tập trung tâm một chỗ rất nguy hiểm, có thể làm rối loạn các cơ và thần kinh, gây ra bệnh tưởng, bệnh tẩu hỏa nhập ma, khiến con người mất trí. Khi tu tập đề mục này thì chú ý vào hơi thở chậm và nhẹ, vì khi tác ý như vậy thì hơi thở sẽ bắt đầu thở chậm và nhẹ một cách tự nhiên, chứ không ép buộc, không dùng các cơ vận dụng thở chậm và nhẹ. Dùng các cơ vận dụng thở chậm và nhẹ là sai. Ở đây chỉ cần tác ý hơi thở chậm nhẹ,
thì tự động hơi thở sẽ thở chậm nhẹ. Lúc bấy giờ, chúng ta chỉ cần tác ý theo đề mục đã trạch pháp câu: hít vô dài, tôi biết tôi hít vô dài. Thở ra dài, tôi biết tôi thở ra dài. 3. Đề mục thứ 3. Hít vô ngắn, tôi biết tôi hít vô ngắn. Thở ra ngắn, tôi biết tôi thở ra ngắn. Đó là đề mục thứ 3 của định niệm hơi thở. Khi chúng ta muốn hơi thở ngắn thì tác ý câu này: hít vô ngắn, tôi biết tôi hít vô ngắn. Thở ra ngắn, tôi biết tôi thở ra ngắn. Đây là cách điều khiển hơi thở ngắn bằng pháp như lý tác ý. Xin các bạn lưu ý, do tu tập về hơi thở nên phải làm chủ được hơi thở. Muốn thở dài thì hơi thở dài, muốn thở ngắn thì hơi thở ngắn. Khi nào chúng ta thở dài, thở ngắn mà không thấy có sự rối loạn hô hấp, đó là chúng ta đã làm chủ hơi thở thành công. Riêng về phần tu tập hơi thở thì nên tu tập hơi thở bình thường là tốt nhất, không nên vận dụng hơi thở dài hoặc hơi thở ngắn. 4. La mã. Đề mục thứ 4. Cảm giác toàn thân, tôi biết tôi hít vô. Cảm giác toàn thân, tôi biết tôi thở ra. Đây là đề mục dời tụ điểm, không còn thấy hơi thở ra vô tại nhân trung nữa. Nhờ câu tác ý nên mỗi lần hít thở, ta sẽ cảm nhận sự rung động của toàn thân một cách tự nhiên. Trong pháp thân hành niệm vậy, cảm giác thân hành, tôi biết tôi hít vô. Cảm giác thân hành, tôi biết tôi thở ra. Chỗ này tu tập đến khi nào từng hơi thở cảm nhận được sự rung động của toàn thân thì đó là kết quả của đề mục này. 5. Đề mục thứ 5. An tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Đây là một đề mục rất quan trọng trong sự tu tập mà Đức Phật thường nhắc nhở: nhiếp tâm và an trú tâm. Từ đề mục thứ nhất đến đề mục thứ 4 là những đề mục nhiếp tâm, còn đề mục thứ 5 này là đề mục an trú tâm, chứ không còn là đề mục nhiếp tâm nữa. Đề mục này rất quan trọng và lợi ích to lớn trong việc đẩy lui các chướng ngại pháp trên thân, thọ, tâm và pháp. Đề mục này tu xong cũng giống như người lính đánh trận có chiến hào, vì thế tất cả cảm thọ không thể tấn công được. Đây là phương pháp làm chủ bệnh mà tứ niệm xứ thường dạy: trên thân quán thân để khắc phục tham ưu, trên tâm quán thân để khắc phục tham ưu, trên thọ quán thọ để khắc phục tham ưu, trên pháp quán pháp để khắc phục tham ưu. Quý Phật tử nên lưu ý đề mục này, nó rất quan trọng trong sự tu tập làm chủ sanh già bệnh chết. An tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Đề mục này tu tập an trú tâm vào hơi thở để diệt trừ các bệnh khổ. Khi thân có bệnh thì nó là nơi ẩn núp để chiến đấu với giặc bệnh tử. Cho nên tác ý câu: an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Rồi nương vào hơi thở. Hơi thở thứ nhất biết thân mình đang an ổn. Hơi thở thứ hai thân mình đang an ổn. Hơi thở thứ ba, thứ tư, thứ năm cũng vậy. Nhắc câu tác ý lại một lần nữa, rồi từng hơi thở kỹ lưỡng nương vào mà cảm nhận thân an ổn. Chưa an ổn thì tiếp tục tác ý, rồi nương nó nữa, cảm nhận nó nữa. 6. La mã. Đề mục thứ 6. Cảm giác tâm hành, tôi biết tôi hít vô. Cảm giác tâm hành, tôi biết tôi thở ra. Đề mục này là để hướng dẫn chúng ta ý thức nhận xét sự hoạt động của tâm theo từng hơi thở ra vô, chứ không phải biết hơi thở ra vô bình thường. Do đó, mỗi lần hít vô hay thở ra, chúng ta đều lắng nghe tâm đang có niệm hay không niệm. Khi tu tập lắng nghe tâm trong từng hơi thở mà thấy tâm lặng lẽ, bất động, không một niệm xen vào trong suốt 30 phút hay 1 giờ,
là chúng ta đã đạt được kết quả tu tập về đề mục này. 7. Đề mục thứ 7. An tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh tâm hành, tôi biết tôi thở ra. Khi tâm chúng ta đang bị động mà không có cách nào làm cho nó an được, thì chúng ta sử dụng ngay đề mục này bằng phương pháp như lý tác ý. An tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh tâm hành, tôi biết tôi thở ra. Cứ mỗi lần tác ý như vậy là chúng ta cảm nhận như tâm chúng ta có sự an ổn trong im lặng. Và mỗi lần hơi thở ra vô là tràn ngập sự an ổn của thân và tâm. Nếu kết quả này kéo dài từ 1 giờ đến 2 giờ là chúng ta đã hoàn thành đề mục này. Chính trạng thái tâm an tịnh này tạo nên năng lực đẩy lui các cảm thọ trong tâm dễ lắm. Không còn tạp tưởng, dù có những tư tưởng mạnh như thế nào đi nữa, cũng đẩy lui được hết.